Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống băng tầng VNA TV và kính mời quý khán giả quay trở lại bản tin Hoa Kỳ và Việt Nam cùng với Đức Tiến. Và thưa quý vị, bây giờ là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ứng viên vaccine COVID-19 hàng đầu của Mỹ đã phải tạm dừng thử nghiệm lâm sàng Thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa COVID-19 do Johnson Johnson phát triển đã phải tạm dừng sau khi một tình nguyện viên xuất hiện vấn đề về sức khỏe. Johnson Johnson cho biết nghiên cứu vaccine COVID-19 của họ đã phải tạm dừng sau khi một người tham gia thử nghiệm lâm sàng nhiễm bệnh không rõ nguyên nhân. Đây là lần thứ hai nhà phát triển, nhà phát triển vaccine hàng đầu của Mỹ đã phải tạm dừng thử nghiệm trong lúc cuộc chạy đua vẫn đang diễn ra quyết liệt nhằm tạo ra một loại vaccine có khả năng ngăn ngừa virus SARS-CoV-2. Công ty có trụ sở tại New Brunswick, New Jersey, trong một tuyên bố vào cuối ngày 12 tây tháng 10 cho biết bệnh tình của người tham gia thử nghiệm đang được đánh giá và công ty sẽ chia sẻ thêm thông tin sau khi thực hiện nghiên cứu làm rõ. Tuyên bố của Johnson Johnson nêu rõ, chúng tôi cam kết cung cấp thông tin cập nhật minh bạch trong suốt quá trình phát triển lâm sàng của ứng viên vaccine do chúng tôi phát triển các phản ứng nghiêm trọng ngoài ý muốn không phải là hiếm trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng và số lượng các tác dụng ngoài ý muốn có thể được dự báo tăng một cách hợp lý trong các cuộc thử nghiệm với một số lớn người tham gia. Và tổng thống Trump cũng đã âm tính với SARS-CoV-2 trong nhiều ngày liên tiếp. Bác sĩ của tòa Bạch Ốc là Sean Conley vào ngày 12 tháng 10 đã cho biết, tổng thống đã âm tính với virus SARS-CoV-2 trong nhiều ngày liên tiếp, trong lúc thì tổng thống đang chuẩn bị để tham dự cho cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang chiến địa Florida. Bác sĩ Conley đã cho biết rằng và đồng thời nhấn mạnh, kết quả này còn dựa trên nhiều dữ liệu bổ sung khác. Ông đã nói, để phản hồi về đề nghị của các bạn có liên quan đến các xét nghiệm COVID-19 gần đây của Tổng thống, tôi có thể chia sẻ rằng, ông ấy đã có xét nghiệm âm tính trong nhiều ngày liên tiếp, sử dụng về bộ xét nghiệm là iPod piano Now, và hiện vẫn chưa rõ những ngày liên tiếp mà Tổng thống đã âm tính với SARS-CoV-2 là ngày nào, và xét nghiệm của iPod piano Now có thể không chính xác hoàn toàn. Xét nghiệm của công ty iPod Pianas Now, có thể có độ chính xác cao trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ khi người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng. Theo như thông báo chính thức thì tổng thống đã dương tính với phát virus SARS-CoV-2 vào ngày 1 tháng 10 và hiện tại là hơn 10 ngày kể từ thời điểm đó. Bác sĩ Conley cũng cho biết tổng thống hiện không còn khả năng để lây nhiễm COVID-19 cho người khác và đánh giá của bác sĩ được đưa ra sau khi Tổng thống lên chuyên cơ không lực một mà không dùng khẩu trang và lên đường đến Stanford, Florida để dự cho buổi lễ meeting với những người đã ủng hộ. Và thưa quý vị, hãng Apod đã được phép à, sử dụng khẩn cấp thêm một loại xét nghiệm kháng thể COVID-19. Xét nghiệm này có mang tên là Advice DS có thể được sử dụng để xác định một loại kháng thể được gọi là immunoglobulin M, ký hiệu IgM trong mẫu máu để xác định xem một người nào đó đã bị phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 có khả năng chỉ ra tình trạng nhiễm bệnh gần đây hoặc trước đó. Đến nay, thì hãng Abos đã nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp cho 7 xét nghiệm, bao gồm xét nghiệm phân tử, xét nghiệm kháng nguyên nhanh và một xét nghiệm khác có thể phát giác loại kháng thể được gọi là IgG. Theo Abos, IgG tồn tại lâu hơn trong cơ thể sau khi bị nhiễm bệnh, nhưng IgM hữu ích hơn để xác định mức độ tiếp xúc gần đây với virus SARS-CoV-2, vì các kháng thể này không thể phát giác được vài tuần đến vài tháng khi bị nhiễm bệnh không giống như các xét nghiệm phân tử có thể phát giác một người có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Xét nghiệm kháng thể xác định xem người đó đã bị nhiễm bệnh trước đây hay chưa bằng cách phát giác các protein chống lại bệnh tật được gọi là kháng thể. Tuy nhiên, các xét nghiệm kháng thể không được khuyến khích làm cơ sở duy nhất để chuẩn đoán COVID-19 vì những kháng thể này có thể không được phát giác trong những ngày đầu bị nhiễm bệnh. Ngay sau khi loại xét nghiệm kháng thể mới được cấp phép, cổ phiếu của công ty Abos đã tăng 0.5% lên mức 110 đô la vào thời điểm mở cửa phiên giao dịch ngày 12 tây tháng 10. Và tuần duyên của Hoa Kỳ cũng đặt vinh danh về cậu bé đã cứu ông bà của mình trên biển. Lực lượng tuần duyên của tiểu bang Florida và đã tặng đồng xu vàng để vinh danh Avani, 11 tuổi vì đã biết giải quyết tình huống giúp để cứu cho ông bà gặp nạn trên biển. Ông Jim Harris và người vợ Kim Harris vào ngày 8 tháng 10 đã đi chơi bằng thuyền gần với đảo Rodriguez Key thuộc vùng biển ngoài khơi của tiểu bang Florida. Tuy nhiên thì một tai nạn đã xảy ra khiến cho cả hai người bị cuốn ra xa con thuyền. Rất may thì hai người đã đi cùng với người cháu trai Avani Perez. Giữ bình tĩnh và tập trung, Avani đã dùng điện thoại di động để gọi thuyền trên 911. Là đồng tuần duyên của Islam Morada cũng cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 9 tháng 10. Theo như đồn tuần duyên, thì Avani vẫn giữ máy trong khoảng 1 giờ, trong lúc tuần duyên, cảnh sát và nhân viên cơ quan bảo tồn đã tìm cách để xác định được vị trí của ba người. Cuối cùng, thì các giới chức cũng đã được tìm thấy ông bà Harris và xác định được vị trí con thuyền mà Avani đã ở trên đó. Bà Harris đã cho biết bà đã nhảy xuống nước để cứu chồng sau khi ông đã bị rúi nước vì xuống gỡ dây neo khỏi chân vịt. Bà nói, trong suốt thời gian ở dưới nước thì chúng tôi hiểu rằng cháu mình biết phải làm gì. Thằng bé đã lớn lên trên một chiếc thuyền. Avani đã gặp nhóm tuần duyên tham gia vào cuộc giải cứu và được tặng một đồng xu vàng để vinh danh về hành động anh hùng của cậu bé. Avani đã nói, cháu đã làm những gì mà cháu nên làm, không có lựa chọn nào khác và mọi việc phải diễn ra như vậy. Và thưa quý vị, người Mỹ đầu tiên tái nhiễm nCoV gây nhiều lo ngại. Người đàn ông ở Nevada đã trở thành người tái nhiễm nCoV đầu tiên được công bố ở Hoa Kỳ, gây nhiều lo ngại về khả năng miễn dịch. Trong một bài đăng trên tạp chí y khoa Các bệnh truyền nhiễm Lancet, một nhóm các tác giả gồm các nhà nghiên cứu từ Đại học Nevada đã thuật lại trường hợp của một người đàn ông 25 tuổi nhiễm nCoV hai lần. Người này nhiễm nCoV lần đầu tiên vào giữa tháng 4 và tái nhiễm virus này vào hồi đầu tháng 6. Anh ta bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của lần nhiễm thứ hai vào cuối tháng 5, một tháng sau khi đã hết các triệu chứng nhiễm virus đợt 1. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng lần nhiễm thứ hai của người đàn ông còn nghiêm trọng hơn lần đầu tiên. Người này bị thiếu oxy và phải nhập viện ngay sau khi cảm thấy khó thở người đàn ông ở Nevada được ghi nhận sau khi các người tái nhiễm tương tự được báo cáo ở Hồng Kông, Hà Lan, Bỉ Quốc và Ecuador. Các nhà nghiên cứu ngày càng có nhiều ví dụ cho thấy khả năng miễn dịch nCoV chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Tòa Bạch Úc cũng đã thúc đẩy ba thương vụ vũ khí với Đài Loan. Tòa Bạch Úc đã gửi một thông báo về 3 thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan lên trên quốc hội để chờ phê duyệt. Theo như các nguồn tin am hiểu về tình hình, thì lãnh đạo đối ngoại của Ủy ban Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã được thông báo rằng có 3 trong số các thương vụ vũ khí đã được lên kế hoạch được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phê duyệt. Các nguồn tin cho biết vào ngày 12 tháng 10, theo như thông báo của Tòa Bạch Ốc gửi lên trên Quốc hội đã đeo rõ, thương về vụ sẽ gồm có tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS, tên lửa không, không đối đất tầm xa agm 84 e Slammer và các hệ thống cảm biến gắn ngoài cho tiêm kích F-16, cho phép truyền hình ảnh và dữ liệu mới theo thời gian thực tế từ bay cho đến trạm của mặt đất. Thông báo về các hợp đồng vũ khí khác gồm có máy bay không người lái cỡ lớn hiện đại, tên lửa chống hạm Harpur được phóng từ mặt đất và thủy lôi vẫn chưa được gửi lên cho quốc hội, nhưng sẽ có thể sớm được đề trình. Các nguồn tin cũng cho biết, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hòa viện Hoa Kỳ có quyền xem xét về chặn các thương vụ theo như quy trình không chính thức trước khi Bộ Ngoại giao gửi thông báo cho Quốc hội. Tuy nhiên, thì các nghị sĩ là những người vốn phải cảnh giác với những gì mà họ cho là sự hung hăng của Trung Quốc và ủng hộ cho Đài Loan đã không phản đối về các thương vụ này. Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Washington đã từ chối về bình luận trên. Và thưa quý vị, bây giờ Đức Tiến mời quý vị đến với phần tin Việt Nam. Trong những ngày vừa qua, mưa lũ đang xảy ra tại miền Trung Việt Nam và theo thống kê, trận mưa lũ này đã khiến cho 20 người, 20 người đã chết ở miền Trung và cơn bão số 7 đang tiến vào miền Bắc. Mưa lũ và sạt lở do ảnh hưởng của bão số 6 ở miền Trung đã khiến cho ít nhất là 20 người đã chết và 14 người mất tích tính đến tối ngày 12 tây tháng 10 theo thông báo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Việt Nam và cũng theo thống kê của cơ quan này thì tại Quảng Ngãi có ít nhất 6 người đã thiệt mạng, Quảng Nam 5 người, Thừa Thiên Huế 3 người, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng báo cáo có một người chết ở mỗi nơi. Hơn 100.000 hộ ở khu vực này bị ngập nặng. Ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế yêu cầu chính phủ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp từ Ngân hàng dự trữ quốc gia. Trong khi đó, truyền thông trong nước ngày 12 tây tháng 10 dẫn thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn của quốc gia cho biết, cơn bão số 7 đã bắt đầu tiến vào miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam vào chiều tối ngày 12 tây tháng 10, một ngày sau khi cơn bão số 6 đổ bộ ở miền Trung gây thiệt hại lớn về tài sản và người. Bão số 7 có tên quốc tế là Nanco trong vòng 24 giờ dự kiến sẽ tiếp tục đi về hướng tây tây bắc với tốc độ là 20 km một giờ và có thể mạnh lên đến chiều tối thứ ba, dự kiến sẽ ở trên khu vực phía đông của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đến chiều thứ tư sẽ ở trên vùng biển ngoài khơi phía bắc và bắc trung bộ Việt Nam với tốc độ tối đa là 100 km trên giờ và đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế đã yêu cầu trả tự do cho Phạm Đoan Trang. Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động Robert Dastro đã viết trên trang Twitter vào ngày 10 tháng 10, yêu cầu chính quyền của Việt Nam trả tự do cho cô Phạm Đoan Trang đã bị bắt vào ngày 6 tháng 10 vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ngoài ra thì văn bút quốc tế Pan International, liên đoàn của các nhà xuất bản châu Âu cũng đã cho biết và liên đoàn của quốc tế các nhà báo cũng đã cho biết rằng cùng lên tiếng cho sự tự do về các nhà hoạt động của người Việt Nam. Vào ngày 9 tháng 10, trong một thông cáo của văn bút quốc tế nêu rõ, cô Phạm Đoan Trang đã bị cáo buộc tội danh chống nhà nước có án tù lên đến 20 năm, và đồng thời kêu gọi mọi người cùng với hành động viết thư cho Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho cô Trang. Và tổ chức này cũng đã yêu cầu cung cấp cho cô Trang quyền tự do ngay lập tức và không bị cản trở với gia đình và người đại diện pháp lý của cô. Đồng thời cũng chấm dứt đàm áp các blogger, nhà văn và các nhà hoạt động ngôn luận tự do tại Việt Nam. Và bây giờ Đức tiếng mời quý vị đến với phần tin dự báo thời tiết cùng với Mỹ Linh. Và xin kính chào quý khán giả, sau đây là phần dự báo thời tiết của chúng ta ngày hôm nay cho cả ba miền Nam Bắc California và Houston, Texas. Thưa quý vị, quý vị thấy là chúng ta tại quận Cam sẽ có một ngày tương đối nóng với nhiệt độ là 95 độ cho ban ngày. 67 độ cho ban đêm và tại vùng San Jose là 87 độ cho ban ngày và 61 độ cho ban đêm và tại vùng Houston Texas là 88 độ cho ban ngày và 67 độ cho ban đêm cả ba miền thì chỉ riêng có vùng Nam California chúng ta là nóng nhất thưa quý vị và tiếp đến nữa là qua ngày thứ tư ở nhiệt độ vẫn tiếp tục nóng cho quần Cam tuần này chúng ta có nhiệt độ hơi nóng 94 độ cho ban ngày 65 độ cho ban đêm trời nắng gay gắt không có mây ở và qua đến tại San Jose là 89 độ cho ban ngày và 61 độ cho ban đêm trời cũng hơi nóng cho San Jose nhưng mà vẫn có nhiều mây hơn là Nam California ở qua đến Houston Texas nhiệt độ rất là mát mẻ có mây dễ chịu cho quận cờ uh, cho Houston Texas thưa quý vị và sau đây là bài ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau ngày hôm nay đó là rượu lạc uống lắm cũng say người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhạt có nghĩa là chúng ta đừng nói quá nhiều mà hãy nói những điều trọng tâm và làm cho mọi người có thể thích thú và lắng nghe câu chuyện của chúng ta tại vì người khô mà nói lắm thì người ta nghe cũng nhàm đúng cho nên chúng ta hãy quan trọng cái nội dung mà chúng ta nói những cái message mà chúng ta gửi đến người nghe như thế nào đây là một bài rất là dễ thương thưa quý vị và một ca dao rất hay để chúng ta có thể chia sẻ với nhau ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều và bản tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình tin tức tối nay của hệ thống băng tầng vnatv phương thảo và đức tiến xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và xin chúc quý khán giả có một buổi tối bình an xin kính chào và hẹn gặp lại